không chỉ là biểu tượng của Đồng Tháp, sen còn là nguyên liệu làm nên nhiều món ăn đặc sản của vùng đất sen hồng. Tập tiếp theo của Hành Trình Hương Vị sẽ giới thiệu đến quý khán giả món sườn non hầm củ sen. Hãy cùng đầu bếp Ngọc Thuận và người đẹp nhân ái 2020 Mai Phương tìm hiểu cách chế biến món ăn này vào lúc 19:40 ngày 6 tháng 6 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.